Chào mọi người, mình là Trung, đang tiếp tục quay giới thiệu cần cao để cho mọi người mua bên kênh cần cao Nhật Bản cho mọi người. Đấy. Mọi người xem, ủng hộ like, share cho mình video và đăng ký kênh cho mình nhé. Đấy, chỉ mất của mọi người khoảng 15 giây là mọi người có thể làm xong tất cả mọi thao tác để ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người trước đã nhé. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu số cần này cho mọi người lựa chọn nhé. Đấy. Rồi. Trước tiên bán cái này cho máu. Đây. 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 Cần Olympic nha mọi người. Đây. Cái gần Olympic này, kiểu Olympic. Mọi người xem không? Màu xanh có vẻ cốm cốm nữa, đẹp lắm. Đây. Đây. Cái gần này 4 đoạn nha mọi người. Mình khỏi ghép vào luôn, để cho mọi người coi. Đây. Đây, này. Từng đoạn một khuyên. Đây. Đọc của nó này, đọc rất là lớn nha mọi người. Tí nữa mình sẽ đọc cái thông số đọc. Đọc này như 3 ly 4 lận. Đọc số to 3 ly 4 lận. Cần rất là cứng cáp. Đấy. 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 Này, bát này. Thấy không mọi người? Rất đẹp. Đấy. Cố định lại rồi mình đọc thông số luôn. Cần này nặng 880 gram. 880 gram nha mọi người. Là như mà Việt Nam gọi là tám lạng tám đó, Nam gọi là tám lạng tám đó mọi người. Đây, 880 gram. Đây, chiều dài của nó 4 mét, chiều dài 4 mét, rút ra thu vào như thế này là nó dài 1,07 m nha mọi người, 1,07 m. Đây, cái độc của nó thì thế. 3 ly 3, 3 ly 4 là cái đọt này to, 3 ly 3, 3 ly 4. Này cần này rất chi là cứng cáp nha mọi người. Đấy. Thằng này, thằng này là số 1. Thằng này bán 900. Số 1 900 nha mọi người. Theo cái cần này, này cho mọi người coi luôn này. Đấy, khuyên này. Đấy, bát này. Khuyên. Cái cần này cần hai đoạn nhưng mà có 3 đọt nha mọi người. Hai đoạn nhưng mà có 2 đọt. Đấy, cần này hai đọt thay thế cho nhau. Đấy, một đọt to một đọt nhỏ này. Đấy, đọt này thì khoảng 3,5 ly, còn đọt này thì khoảng cỡ 2 ly nha mọi người. Đọt này khoảng cỡ 2 ly. Đấy. Đấy. Người thấy đẹp không? Cần này là cần Olympic cho mọi người. Đây, mọi người coi luôn. Đây, Olympic. Đấy. Cái cần này á nặng 360 gram. 360 gram. Nó dài 2,1 m nha mọi người. Nó dài 2,1 m. Đọt thì mình đọc rồi, một cái khoảng 2,5 ly, một cái 2 ly 2,5 ly, một cái 3 ly. Một cái là một cái 3,5 ly 4 ly lận. Đấy. Đấy. Thu vào ngắn nhất như thế này là 1,09 m nha mọi người. 1,09 m. Đấy. Cần Olympic con này rất là ngon. Đấy. Cái cần này cần số 2. Đúng rồi. Cần này mình bán 600. 600 nha mọi người. Đấy.
Tiếp theo cây số 3 quyền đầy đủ. Con này xuất xứ China, xuất nhập hàng tiêu chuẩn Nhật nha mọi người. Đấy. Cái cần này thì nặng cái cần này nó nặng khoảng cỡ 100 gram, nặng khoảng 100 gram. Độc của nó, độc này cỡ ly rưỡi nha mọi người, ly ly đến ly rưỡi. Đấy. Chiều dài của nó là 1m3, chiều dài 1m3 nha mọi người, 1m2, 1m3, 1m3 đấy, 1m25 đến 1m3. Đấy. Cây này là cây số 3. Cây này bán 200. Số 3 bán 200 nha mọi người. Tiếp theo là cây cần hai đoạn này. Đấy. Có cái đoạn chỗ này thì cái nhựa để cọc cái khuyên này nó hơi bị tục ra nên có quấn băng keo giữ lại rồi mọi người về cọc thêm nhựa vào nhé. Đấy. Khuyên này. Chỗ này mắc một cái khuyên này. Đấy. Chỗ này mắc một cái khuyên, mắc khuyên vẫn còn cái khuyên độc trên đào này nha mọi người. Đấy. Khuyên giữa này dễ rồi mọi người về mua khuyên cọc vào hoặc là chế cũng được, lấy sợi kẽm chế xoắn mắc vào đây được. Đấy. Cây cần này á nặng cần này mình nặng 100 gram. Cần này nặng 100 gram. Đọt của nó thì khoảng cỡ 2 ly. Đọt khoảng 2 ly nha mọi người, 2 ly, 2 ly rưỡi. Đấy. Chiều dài của nó là 2m3 nha mọi người. Chiều dài của nó 2m3, thu vào ngắn ngắt là khoảng 1m05. 1m05. Đấy. Đây. Để gắn bát đây. Đấy, ở cuối đây luôn. Nha. Cây này cây số 4. Cây này bán 200. Số 4 200 nha mọi người. Tiếp theo. Đây là cây số 5. Đấy. Cây này là cây Ryobi nha mọi người. Hiệu Ryobi. Đấy. Cây số 5. Hết này. Khuyên này. Đấy. Này khuyên ẩn nha mọi người, mấy cái này khuyên ẩn. Đấy. Khuyên ẩn nhỏ xíu đây nè. Đấy, khuyên ẩn. Khuyên ẩn nha mọi người, khuyên ẩn rất là rộng. Đây. Khuyên ẩn. Cây này á nặng 320 gram. Độc đào của nó thì 1 ly nha mọi người. Độc đào để mình coi lại. Độc đào 1 ly. Đó, ly ly rưỡi. Chiều dài của nó 5 m, thu vào ngắn nhất là 1m55 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất 1m55. Đây. Cây này cái số 5. Số 5. Cái này hiệu Ryobi nhé. Ryobi. Số 5 mình bán 450. 450. Đó. Tiếp theo cái cần này.
Khuyên này, khuyên thứ nhì này này, nó không bị nứt ra, không à nó bị bể ra đây, và nó cũng rớt cái đá sứ trong này rồi. Khuyên thứ hai đi cầu này, nói chung là mắc. Khuyên thứ hai này còn đá sứ nhưng mà cũng bị nứt này. Khuyên thứ ba này thì cũng còn nguyên. Khuyên đào thì còn nguyên, khuyên đào độc còn nguyên. Còn cái khuyên này, khuyên cuối này thì cũng bị mắc miếng đá rồi, bị nứt đây, rớt miếng sứ trong này rồi nhé. Đó, mình kéo lên cho mọi người coi. Đọt rất là to nha mọi người. Đấy. Đấy. Cái này nặng 220g. Nặng 220g. Dài 2,5 m, thu vào ngắn nhất là 90 phân. Thu vào ngắn nhất 90 phân nha mọi người. Đấy. Còn cái độc của nó thì 3 ly. Này, độc đào 3 ly nha mọi người. Đây này cây số 6. Số 6. Cái này bán 200 nha mọi người. Số 6 200 nha mọi người. Tiếp theo, cái số 7. 7 đây là cây cần đơn. Đấy. Cần đơn này là của hãng gì ta? Mình. Đây. Cái cần đơn này cân nặng của nó là 120g. Còn cái đọt trên đào của nó thì khoảng cỡ 0,5 cho đến 1 ly nha mọi người, 0,5 cho đến 1 ly. Đấy, 0,5 cho đến 1 ly. Chiều dài của nó 3,7 m, thu vào ngắn nhất là 1,02 m. Cái này cái số 7. Số 7 nha mọi người. Số 7 này mình bán 200. Đấy. 200. Tiếp theo. Đây là cái cần đơn Olympic. Cần đơn Olympic dài 4,5 m nha mọi người. 4,5 m. Đó. Đọc của nó nè. Đó. Cần đơn Olympic 4,5 m nha. Rồi. Cái cần này nặng 200g. Độc của nó thì độc của nó 1 ly nha mọi người. Độc của nó 1 ly. 1 ly. 1 ly hay là nửa ly vậy đó, 0,5 ly. Đấy, 1 ly, cái này 1 ly nha mọi người. 1 ly, 1 ly rưỡi luôn á. Chiều dài của nó là 4,5 m, chiều dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất là khoảng 84 phân. 84 phân. Đấy. Con này con số 8. Số 8 này. Số 8 này bán 350.000.
8 350.000 nha mọi người. Càng Olympic. Tiếp theo. Đây là càng số 9. Đây. New Star đây. 27, cái càng này 27 này mọi người. Khuyên này đây, khuyên độc cầu. Khuyên này thì nứt cái vỏ nhựa bên ngoài xứ cầu này. Ba cái khuyên này nứt cái vỏ nhựa bên ngoài. Còn sứ vẫn còn nha mọi người. Còn cái khuyên cuối cùng đi thì cũng bị nứt bể chỗ này. Nhưng mà sứ thì cũng mất rồi. Đấy. Mọi người về chế vào nha. Đấy. Thằng này. Để mình rút rồi mọi người. Này. Quinton này. Đấy. Đọt rất là to nha mọi người. Cái cần này rất là cứng cáp luôn. Đấy. Cần này nặng cần này nặng 180g. Đấy, nặng 180g. Chiều dài của nó là 2m7, thu vào ngắn nhất là 1m. Đấy. Thu vào ngắn nhất là 1m. Còn đọt 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Đấy. 2 ly rưỡi. Cái này cái số 9. 9, cái này bán 280.000. 9, 280.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái này cái số 10 này. Đây, số 10. Cái này thì cũng tương tự như cái kia, cái này cũng Quinton. Đây, như này. Đấy. Cái này thì dài tới 3m6 lận, to hơn cái kia. Giống cái kia nhưng mà to hơn cái kia. Đấy, khuyên. Khuyên thì này. Hai cái khuyên cuối này còn nguyên. Đấy, ba cái khuyên này, có cái khuyên ở giữa này thì nó bị mất cục sứ rồi nè, mất cục sứ này. Nó bị nứt nữa nè. Đó, bị nứt. Còn khuyên này. Hai khuyên này thì nó bị nứt thôi nhưng mà cục sứ nó vẫn còn nhé. Còn đọt trên bình thường. Này. Đó. Đây, cái này nặng 300g. Đọt thì khoảng 3 ly 31 nha mọi người. Đấy. Chiều dài của nó là 3m6. Còn thu vào ngắn nhất là 1m, thu vào ngắn nhất 1m nha mọi người. Đây. Cái này cây số 10. Số 10. Số 10 này bán với giá 350.000. Đấy, 350.000. Thôi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng của mình là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, rất mong mọi người quan tâm và ủng hộ kênh của mình.